Ô mẹ này trúng cá lớn này. Ô mẹ này quá chừng cá luôn này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại miền Trung VN. Hiện tôi đang có mặt tại cánh đồng thôn Hà Nhai Bắc, đội 17 thuộc xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày hôm qua và ngày hôm nay trời mưa rất là lớn, những cánh đồng đã ngập đầy nước. Bây giờ là bà con ở đội 17 ra kéo cá. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bà con ở đây kéo cá mùa nước lũ. Đây là toàn cảnh mấy anh em ở đội 17 ra cánh đồng kéo cá. Bây giờ gió đang lớn và mưa, luồng mưa theo từng luồng. Quay luôn cảnh đồng quê cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng ở quê hương của tỉnh Hà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Đây là giới thiệu với mọi người, đây là anh Sinh Đảnh, một người con của quê hương Quảng Ngãi sống tại Sài Gòn. Anh về sau bao năm xa cách về thăm quê hương, hôm nay tự tay ra đồng kéo cá để trải nghiệm lại cuộc sống thời thơ ấu. Nào bên này có không? Đẹp quá. Nước mênh mông, quê hương mùa nước lũ. Đây là anh Boy. Dạ. Có chừng sụp ấy nha Boy. Gà lên anh Đỉnh. Không có các bạn. Kéo cá kiểu này là cũng như chờ cơ hội á. Nước mênh mông, dự báo thời tiết trong vài ngày tới mưa rất lớn, nước sông có thể lên báo động 2 và báo động 3. Thank you.
Không có một cái con nào luôn. Cái lên không? Không. Có một cá. Không có đâu, một con nhỏ xí xí à. Kéo cá cũng như chờ sung rụng nha, lâu lâu mới có một bầy nó vô. Mở mở khẩu trang nó coi. Đây quay cá cho mọi người nè, hồi nãy bán được mấy chục nghìn thôi. 35 chứ mấy. 35.000. Đó, còn là cá rí nha mọi người. Không có gì luôn. Anh định anh đi kéo cá được mớ cá nhưng mà bây giờ là anh chuẩn bị ra về, anh về anh làm quà quê cho cái ông chú á, ông ở mới Sài Gòn mới về nên bị cách ly tại nhà nên bây giờ anh kéo được mớ cá với lại anh chia lại của cái anh bạn cùng kéo đem về làm quà. Quà đi kéo con lại. Ô mẹ này trúng cá lớn này. Ô mẹ này quá chừng cá luôn nè. Bỏ vô đây em. Rồi, vô, trưa nay có quà cho anh, có mấy con mà nữa. Đó. Đây là anh Xuân Định, một người con của Quảng Ngãi sống tại Sài Gòn. Anh về cách ly bao nhiêu tháng nay rồi, giờ hôm nay bớt dịch và anh ra ngoài anh kéo cá để trải nghiệm lại cuộc sống. Rồi. Được mớ cá rồi đâu các bạn. Rồi giờ tôi tặng cho anh cách ly rồi. Ông ơi, cho tôm đi con, nó nhập tôm. Giống Sài Gòn mới về vậy á. Wow, đây là những người Sài Gòn mới về á. Bây giờ anh về hả? Ghé nhà Dương Bảy hả? Ra đây phải không ta? Ra xe đây phải không? Rồi rồi, anh lên em cũng lên á. Anh còn cách ly. Cách ly tại nhà ông chích 2 mũi rồi mà lên không? Không được, không được à? Dạ, thôi anh về đi trước. Rồi rồi rồi. Anh đem cá về anh làm quà cho ông Dường Bảy Nga, Sài Gòn mới về. À, cũng được mớ nè. Đó, con ốc nữa. Rồi rớt ra ngoài rồi. Cứ ra cành lùm không hả? Kéo lên đi. Không có gì luôn. Kéo cá này cũng hên xui á. Cũng có ngày cá đi rất là nhiều, có ngày thì không có. Thank you.
biết rồi. Còn còn ba con đó. Đâu biết đâu. Ngay chỗ cái lùm đó là nó bạc theo cái lùm đỏ đó. Thôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Video tới đây xin phép phép kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần sau. Chúc toàn thể quý vị và các bạn rất nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc, thành công trong cuộc sống.